Kính chào quý vị khán giả, những người yêu thích võ thuật, đặc biệt là bộ môn mây. Và ngày hôm nay, kênh Sở Thao sẽ gửi đến với mọi người một cặp đấu rất hay tại Arena of Fight. Trận đấu giữa Lê Duy Sỏi và Nguyễn Thiết Lâm. Lê Duy Sỏi là võ sĩ đang mang găng màu đỏ, còn Nguyễn Thiết Lâm thì là võ sĩ còn lại đeo găng màu xanh. Và đây là một trận đấu thuộc mây, có thể coi là muay chuyên nghiệp, khi mà hai đối thủ chỉ xỏ quần, đeo găng và thi đấu. Trước trận đấu này thì cũng khá bất ngờ khi Lê Duy Sỏi từng là một thành viên quan trọng của đội tuyển boxing thành phố. Mọi người nên nhớ nha, boxing nha. Khởi đầu thì Lê Duy Sỏi từng đánh kickboxing, tuy nhiên thì sau rất nhiều lần thi đấu thì đã định hình được lối chơi và Lê Duy Sỏi thành danh tại môn boxing. Cho đến năm ngoái thì Lê Duy Sỏi giải nghệ và đầu quân làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Ngôi Sao Gia Định, và đến lúc này thì mình mới thấy Lê Duy Sỏi quay trở lại. Những tình huống đầu tiên khá gay cấn giữa hai võ sĩ. Đây là sự kiện thi đấu giữa môn muay, môn kích và môn MMA. Và đây là trận đấu áp chót, trận đấu thứ 11. Một trận đấu mà chắc chắn là ban tổ chức đã cân nhắc để xếp vào là hai trận đấu quan trọng nhất của đơn thi đấu. Arena of Fighter có nghĩa là đấu trường của những chiến binh. Và đây là mùa 1, diễn ra vào đâu đó khoảng tháng 8 năm 2024. Và đây cũng là khởi nguồn của cho những trận đấu mà sau này cho những võ sĩ đem đến những cái niềm ước mơ tới với đấu trường, và biết đâu là họ sẽ có từ những đấu trường như này sẽ là nơi để họ thăng hoa. Tình huống ép lồng của hai võ sĩ, và đến lúc này thì máu ở trên khuôn mặt của Nguyễn Thiết Lâm đã đổ. Có lẽ ở đầu mình đã để cái video slow để cho mọi người biết về nguyên nhân máu đổ. Lúc này thì Thiết Lâm đang cố gắng nói với trọng tài rằng là anh bị Duy Sỏi chơi xấu, tức là húc đầu. Tuy nhiên là nếu như mà Thiết Lâm xem video này thì anh cũng xin được cắt nghĩa luôn. Đó là cái lối đánh húc đầu, là lối đánh đặc thù của Lê Duy Sỏi trong nhiều năm qua, chứ không phải là với riêng em đâu. Cái cách đánh, cách đấm của Lê Duy Sỏi thường là không phải là dùng giống như những võ sĩ khác, mà Lê Duy Sỏi thường dùng luôn cả thân để lao đến đối thủ. Chính vì vậy mà trong những trận đấu boxing thì cái việc va đập đầu của, nhất là các trận đấu mà có Lê Duy Sỏi thi đấu, thì mình thấy rất là nhiều, anh thấy rất là nhiều. Cho nên là anh coi đây là một cái thói quen mà mỗi lần Lê Duy Sỏi thi đấu thì đều sử dụng đòn đấm số 2, đòn tay sau, và sẽ lao luôn cả người về phía trước, đầu lao về phía trước. Mọi người có thể xem trên kênh mình những võ sĩ có lối đấm tương tự như là Trương Văn Mao của Muay, cũng cái cách đấm lao đầu như vậy rất nguy hiểm đối với võ sĩ đối phương, và thường hay bị trọng tài nhắc nhở, thậm chí là trừ điểm.
Đây và đây là lần thứ hai, cũng là lần mà Thiết Lâm cũng đã tiếp tục khiếu nại lên khán giả, lên lên trọng tài và trận đấu lại tiếp tục. Vậy cho nên là nếu như Thiết Lâm có xem được video này thì anh khẳng định với em là sỏi cũng không phải là dùng tiểu xảo đâu, mà đấy là một thói quen. Thói quen này thì có thể cắt nghĩa là xuất phát từ việc tập ở một thầy nào đó mà mình xin phép được giấu tên, và tập từ hồi chưa biết võ cho đến khi biết võ, định hình được lối chơi võ, thì đấy là những cái thói quen không thể bỏ. Trừ khi sỏi không thi đấu nữa thì cái việc mà đánh húc đầu nó mới thôi. Và như vậy là kết thúc hiệp 1, hiệp đấu đầu tiên ở trận đấu lần này. Máu bắt đầu loang lổ ở trên khuôn mặt của Thiết Lâm. Vết rách. Lúc này thì các bác sĩ cũng đang cố gắng để trận đấu được tiếp tục. Mình nói ở đây là có nghĩa là cố gắng, bởi vì đây là sự kiện thi đấu cống hiến. Chính vì vậy mà nếu như mà máu đổ quá nhiều thì bác sĩ mới điều khiển để mới can thiệp để cho trận đấu dừng lại. Còn nếu như mà máu có đổ nhưng mà tinh thần võ sĩ vẫn muốn thi đấu thì bác sĩ vẫn sẽ tạo điều kiện bôi Vaseline hoặc là bằng mọi cách để cho võ sĩ được thi đấu theo đúng nguyện vọng. Bởi vì đây là cuộc đấu không những về danh dự mà còn về cả chuyện tiền thưởng nữa. Và như vậy, và như chúng ta tiếp tục với hiệp thứ hai giữa hai võ sĩ. Trận này thì Thiết Lâm lại mặc đồ của NTQ, có nghĩa là Nguyễn Tăng Quyền, một cựu võ sĩ của đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển Mây Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Quyền đang làm huấn luyện viên cho đội tuyển Mây Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong đăng ký thì Thiết Lâm lại là võ sĩ của Trung Khanh Toàn, một người anh của mình. Hiện tại anh Trung Khanh Toàn là một, nếu như không nhớ không nhầm, là một chiến sĩ công an, nhưng mà vẫn nuôi các vận động viên. Các vận động viên ở đây thì đa phần sẽ là có hoàn cảnh nhưng mà có niềm đam mê võ thuật. Thì anh Trung Khanh Toàn là đến từ cổ truyền, có nghĩa là võ phái Trung Sơn Võ Đạo, nếu như mình nhớ không lầm, đúng rồi, anh Trung Sơn Võ Đạo. Và sau đó rồi thì anh có một đội múa lân sư rồng để mưu sinh cho các bạn ấy mưu sinh, tổ làm cả bảo vệ, công ty bảo vệ để sử dụng những cái nguồn nhân tài từ võ thuật. Đây cũng là một người rất đam mê võ thuật, mà nếu như có dịp thì mình cũng sẽ giới thiệu là một cú đạp rất tốt của Lê Duy Sỏi. Mình khá bất ngờ với cái cách chơi chân của Lê Duy Sỏi ở trận đấu này. Thậm chí là mình còn cảm giác như Sỏi còn lấn lướt hơn cả Thiết Lâm, của võ sĩ Môi. Máu mè hiếm quá. Thiết Lâm thì đang giơ cao tay bởi vì anh biết là anh đã bị chảy máu ở chỗ nào. Và anh cũng không muốn là vết thương cao lên, loét thêm. Rất nguy cơ là sẽ phải nghỉ trận đấu. Một cú đạp hụt của Lê Duy Sỏi. Sau trận đấu này vào giữa tháng 8 thì đến đầu tháng 9 thì Lê Duy Sỏi lại khoác áo đội tuyển kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại giải kickboxing toàn quốc. Và khá bất ngờ khi mà Lê Duy Sỏi đã lọt vào trận chung kết và chỉ thua Nguyễn Văn Hưởng của Bắc Ninh. Khá bất ngờ với trường hợp của Lê Duy Sỏi. Lâu lắm rồi võ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mới có được một, theo đánh giá của mình thôi, một cái bất ngờ thú vị như vậy. Khi mà một võ sĩ boxing, mình đã nói là rất là thiệt thòi khi mà họ không có chơi chân nhiều nhưng mà lại dám lên sàn để thi đấu ở giải chúng ta đang xem là Arena of Fighter, và sau đó là giải vô địch kickboxing toàn quốc. Đòn chân rất nặng thì sẽ ảnh hưởng. Và lúc này thì Thiết Lâm lại tiếp tục chảy máu. Và chúng ta cùng chờ xem là các bác sĩ sẽ đưa trận đấu này đến đâu.
cho nghỉ hay là tiếp tục, vì đây mới chỉ kết thúc hiệp đấu thứ hai. Như vậy là chép thêm Vaseline. Người đang hướng dẫn Thiết Lâm kia chính là Nguyễn Đăng Quyền, người mà mình vừa mới nói. Như vậy chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ ba, hiệp đấu cuối cùng ở trận đấu này, trận đấu áp chót. Một cú đạp ngang của Lazy Sòng, một cú đá chân sau rất tốt và ôi cú chọn, ôi hai cú chọn, ôi rồi, ôi rồi. Thanh hay thế này, mọi người thấy chỏ ngang không? Và tí mới làm chậm lại. Quả hai quả chỏ ngang hơi bị tuyệt vời. Về để mình làm chậm lại. Chỏ lại rồi. Tí nữa hết buổi thế trận này mình sẽ làm chậm lại, xem lại hai cú chỏ ngang như vậy. Chúng thẳng vào phần mặt của Thiết Lâm luôn. Đến lúc này sau gần 3 hiệp đấu trôi qua thì mình vẫn tin rằng là cũng cho rằng là Lê Duy Sở sẽ là võ sĩ có được chiến thắng rồi. Câu trả lời này đã có từ 2 hiệp rồi. Đến hiệp 3 thì thế trận cũng không khá hơn là mấy. Chúng ta cũng chờ xem có diễn biến nào mới không. Nhưng mà hiện tại thì Thiết Lâm hình như là không thể bắt bài được Lê Duy Sở ở trong các tình huống. Có lẽ là việc anh thi đấu của đối thủ của mình là một võ sĩ boxing lên sàn đã là một cái khó khăn khi mà đoán biết xem là phong cách thi đấu của Sở như thế nào. 10 năm trước thì Sở từng thi đấu kickboxing ở một vài mùa giải. Tuy nhiên thì như mình đã nói là Sở định hình cách đánh và sau đó là trở thành vận động viên boxing, chứ không phải là các môn thi đấu chân đối kháng như là boxing hay là muay. Các tình huống thì vẫn đang tiếp tục trôi về phía cuối của hiệp 3 và đến lúc này thì máu đã ăn cao hơn ra cả phần lưng của Thiết Lâm. Có lẽ là do việc ôi giời ơi trọng tài ơi, có đến không? Và đến còn vẫn tiếp tục thi đấu. Đến lúc này cả hai võ sĩ đều dính máu. Thêm một tình huống nữa để mình xem. Ôi trời ơi. Quá. Lúc này thì quyết định trở thành khó khăn với trọng với bác sĩ. Đánh cũng đã gần xong rồi, cho nên là nếu như mà cho nghỉ thì cũng giảm. Thà cho nghỉ từ lúc nãy, đúng không? Trọng tài vẫn cho đánh tiếp, bác sĩ cũng cho đánh tiếp. Và trận đấu lại tiếp tục. Ôi giời ơi, sắp Lâm ơi. Lâm thua rồi. Như vậy là trận đấu chính thức đã khép lại. Có thể mình sẽ trả lời luôn, người chiến thắng sẽ thuộc về võ sĩ của câu lạc bộ võ sĩ Lê Duy Sỏi của câu lạc bộ Gia Định cũng chảy máu rồi. Lê Duy Sỏi. Còn lại Thiết Lâm đang cần phải thêm thời gian trải nghiệm. Hy vọng rằng Thiết Lâm sẽ sớm bình phục, trở lại sàn đấu trong thời gian sớm nhất. Ok, chúng ta cùng đến với phần tuyên thắng thua của khán giả Idol của chúng ta trước khi khép lại video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo của trận đấu hay của các võ sĩ Việt Nam trên kênh Sở Thể Thao. Cảm ơn mọi người.